Tiếp tục những thông tin liên quan việc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lải Việt Nam bạt đồi lấp hồ Đại Lải khi chưa có giấy phép xây dựng mà chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn trong bản tin nhật ký cuộc sống thời gian gần đây. Theo thông tin mới nhất mà phóng viên VTC14 nắm được, thì ngoài đơn vị này, hiện hồ Đại Lải còn bị 3 doanh nghiệp khác cũng ngang nhiên lấn chiếm, thậm chí là xả nước thải vào công trình thủy lợi khi chưa có giấy phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đó là những doanh nghiệp nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi câu trả lời qua phóng sự ngay sau đây. Theo kết luận số 253 của Tổng cục Thủy lợi, trên địa bàn xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, hiện có 4 doanh nghiệp đang có hành vi xâm phạm hồ Đại Lải. Trong đó, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Hằng đã đắp đất, ngăn hồ, tạo đường nội bộ dài 190m, rộng 6m, cao trình mặt đường khoảng dương 21,7m, diện tích hồ bị ngăn khoảng 4,2 hectare. Cũng với hành vi tương tự, công ty trách nhiệm hữu hạn Đạt Tiến đã đóng cọc chắn sóng, kè bê tông, đổ đất lấn chiếm về phía lòng hồ nằm ngoài ranh giới đất được giao với diện tích lấn chiếm hơn 15.000m2. Tương tự, công ty cổ phần Hồng Lạc Đại Lải đổ đất san nền và đang thi công hạ tầng khu bán đảo Nam để xây dựng biệt thự. Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, doanh nghiệp này chưa điều chỉnh giấy phép hoạt động với 6,71 hectare đất trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi chưa có giấy phép. Nghiêm trọng hơn là hành vi bạt đồi, lấp hồ của công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lải Việt Nam. Khi quá trình kiểm tra hồi giữa tháng 2 đã phát hiện đơn vị này đang thi công đổ đất vào lòng hồ với chiều dài khoảng 700m, chiều cao san lấp từ 2 đến 3m. Quá trình kiểm tra cũng xác định tất cả các doanh nghiệp này đều không có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đặc biệt là chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào lòng hồ. Xây dựng cái công trình ví dụ như là đắp đường đi ở trong cái khu vực dự án mà đã được, cũng chưa được cấp giấy phép nhưng mà đã triển khai thì đấy là cái vi phạm của các cái tổ chức của các cái doanh nghiệp. Thế và cái kết luận cũng chỉ ra là cái việc san lấp vào cái tôn nền ở cái phạm vi dưới mực nước dâng bình thường của hồ Đại Lải đấy, thì đấy là sẽ làm giảm cái dung tích của hồ chứa nước và sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động của quản lý khai thác cũng như là an toàn đến công trình hồ Đại Lải. Kết luận 253 của Tổng cục Thủy lợi cũng khẳng định việc giao đất, cho thuê đất và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải cho các doanh nghiệp thực hiện dự án, trong đó có diện tích được tôn nền để xây dựng công trình, đã làm giảm dung tích hữu ích và dung tích phòng lũ hồ chứa, ảnh hưởng đến nhiệm vụ và an toàn của hồ, là vi phạm quy định của pháp luật về thủy lợi. Tỉnh có giao cho Ủy ban thành phố Phúc Yên, Ủy ban dân thành phố Phúc Yên ấy là có cái xử phạt vi phạm hành chính đối với các cái tổ chức vi phạm đấy là cũng chưa triển khai thực hiện được. Quan điểm của Tổng cục Thủy lợi cũng như là Bộ là vẫn thể hiện rất là rõ trong cái việc trong cái kết luận rồi là phải thượng tôn pháp luật, nếu mà có sai phạm đâu phải xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng theo ông Long, Tổng cục Thủy lợi đã đề nghị Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra xử lý nghiêm, báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 30 tháng 3. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa có báo cáo chính thức về kết quả kiểm tra. Cùng với đó, cả 4 doanh nghiệp có sai phạm nghiêm trọng đều chưa bị xử lý. Tổng cục Thủy lợi cũng cho biết tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang tiếp tục kiểm tra, xử lý sai phạm, dự kiến sẽ có báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp vào ngày 15 tháng 7 tới. Liên quan đến vụ việc, phóng viên VTC14 đã đặt lịch làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc để làm rõ những sai phạm cũng như trách nhiệm của các ngành chức năng tại địa phương này trong việc để các doanh nghiệp ngang nhiên xả xẻo, lấn chiếm lòng hồ Đại Lải. Thông tin này sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin nhật ký cuộc sống tiếp theo trên kênh VTC14.